Bỏ mẹ đi tù. Thôi nào các cậu, nhổ cỏ nhanh lên, sắp đến giờ người nhà vào thăm rồi. Ừ nhỉ, sắp 4 giờ rồi, cả tuần trông đợi mỗi ngày hôm nay thôi. Vậy là đã gần một năm trời biệt vô âm tín ở nhà. Mình đã viết nhiều thư về, mà sao vẫn không thấy ba mẹ hồi âm lần nào? Có lẽ mẹ cha đã quên mình rồi, hay là họ cảm thấy xấu hổ vì có đứa con tù tội như thế này. Mong chờ chỉ một phong thư hay một lần đến thăm của mẹ cũng không có. Thằng kia chả bao giờ thấy người nhà nó vào thăm cả. Ừ, lúc nào trông nó cũng lầm lầm lì lì, có vẻ nham hiểm lắm. Thế nào, mày quyết định nhanh lên, chỉ 3 hôm nữa là cơ hội đến. Chúng ta sẽ vượt ngục đi khỏi nơi đây, đến một nơi không ai biết chúng ta là ai. Thôi được, cha mẹ đã dứt tình thì mình sẽ ra đi và mãi mãi không bao giờ quay trở lại ngôi nhà ấy nữa. Phạm Nhân Lãm ra gặp người nhà. Lãm, con. Mẹ. Đừng trách ba mẹ lâu không vào thăm con nhé, ba con ốm quá. Mẹ ngồi xuống, đi đường xa vậy chắc mẹ mệt lắm. Trời ơi, sao chân mẹ lại tứa máu thế này? Không có gì đâu, mẹ đi bộ từ nhà đến đây đấy, mất mấy ngày, cuối cùng cũng đến được đây. Xem nào, xem con trai mẹ nào. Mẹ, xem mẹ mang gì cho con nào. Lâu lắm rồi con không được ăn cơm mẹ nấu. Mẹ, những bắp ngô này. Con trai, vẫn ăn được mà. Nhà mình chẳng còn thứ gì ăn được cả con à. Vậy ư mẹ? Vậy bên túi kia là gì hả mẹ? Cha con. Cha con làm sao? Đã khỏi ốm rồi chứ? Cha con ở nhà lúc nào cũng nhắc đến con. Ông ấy ốm nặng quá, không qua khỏi. Mẹ, mẹ nói vậy là sao? Lúc hấp hối, cha con còn dặn mẹ, kiểu gì khi lên thăm con cũng phải cho ông ấy đi cùng. Nên mẹ đã quyết định mang theo. Trời ơi! Giờ căn nhà nhỏ, chỉ còn một mình mẹ lủi thủi. Khi còn sống, cha con rất lo lắng cho con, ngày đêm mong ngóng con về. Con hãy cố gắng cải tạo cho tốt, để ông ấy dưới suối vàng được an lòng. Cha tha lỗi cho con, cha mẹ sinh con ra đã không được một ngày phụ dưỡng, lại còn chịu bao nỗi buồn tủi do con gây ra. Con ngàn lần xin cha tha tội cho con. Con sẽ thay đổi, thay đổi cha à. Bữa cơm trưa. Sáng nào cũng 6 tiết, sợ quá. Học xong chẳng còn tí sức nào. Thường nhất là cái thằng em dạ dày, cứ kêu đói nheo nhéo. Còn học hành làm sao được? Giờ này mà có suất cơm với rà gán ở quán bà Năm thì thật tuyệt. Thế thì còn gì bằng, nhưng quán bà ấy bán đắt lắm. Cơm gà quán bà ấy ít nhất cả 50.000 một suất. Thì quán bà ấy toàn thịt gà ngon, đắt thì sắc ra biến bà lại. Nhắc tới là bọn này nuốt nước miếng ừng ực rồi đây nè. Tại nó cứ hiện lên trong đầu của tôi từ lúc tiết năm đến giờ. Hay là chẳng mấy khi được nghỉ học chiều. Hôm nay chúng mình đi nhà hàng một bữa cho bỏ. Hai hôm nữa cũng đến hạn nhà gửi tiền lên rồi, không lo đâu. Được đó, còn có hai hôm nữa thôi. Ba anh em ta làm một bữa cho nó hoành tráng, đằng nào chẳng sắp có viện trợ.
Bác ơi, cho chúng cháu ba suất cơm gà nhé. Có ngay. Đúng là cái đời sinh viên, chẳng ai khổ như ba thằng mình. Chúng nó thì có xe máy đi học, nhà cửa, ăn uống thì bố mẹ lo cả, sướng như vua. Giá bố mẹ chúng mình giàu có thì tốt biết mấy. Mà nói làm gì, người ta bảo mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đã quá. Mà này, hôm nay trời nóng gắt, ăn no mà lại được lon bia lạnh thì tuyệt. Ừ, cậu không nói thì chứ, nói lại làm tớ thèm không chịu được. Ừ, tớ cũng thích, nhưng mà hôm nay đã ăn cơm gà, lại còn uống bia lạnh nữa thì hoang phí quá. Nhưng chẳng phải hai hôm nữa bố mẹ sẽ gửi tiền lên sao? Thôi, đã thích thì phải nhích. Hay, hay, thích thì phải nhích. Bác ơi, cho chúng cháu ba lon bia lạnh. Được, có ngay. Quái, ba anh chàng này hôm nay ăn sang ra trò. Bà chủ ơi, cho một ly trà đá nhé. Ồ, ở đây bán cơm, không có bán trà đá bác ạ. Trời nắng quá, thôi cho tôi ngồi nhờ ở đây nghỉ trưa tí nhé. Vậy bác ngồi tạm ở kia nhé. Mấy chỗ này tí khách vào đông lắm. Ồ, có chỗ ngồi là tốt lắm rồi. Cảm ơn bà chủ nhé. Alo, em à, hôm nay tiện chở xe hàng, anh vào đưa tiền chi tiêu cho thằng Huy. Anh ăn trưa chưa? À, còn tối sáng luộc từ sáng, anh ăn luôn là no rồi. Ở thành phố ăn uống cái gì chả đắt đỏ, cũng phải biết liệu để lo tiền ăn học cho bọn trẻ chứ. Ơ kìa, sao không uống bia đi, mặt đần ra thế? Đó, đó, chính là ba tớ. Bác ơi, mấy lon bia này chúng cháu chưa mở nắp, trả lại được chứ ạ? À? Được, không sao. Kìa, cậu nghệch mặt ra làm gì? Chạy ra chỗ ba cậu đi. Gặp cậu ở đây chắc ông ấy mừng lắm. Ba, con đây. Ba lên, sao không nói gì với con? Ôi, Huy, ba nghĩ tầm này con đang ăn trưa nên định một lát sẽ gọi. Con đã ăn gì chưa? Dạ, con, con thương ba mẹ lắm. Ừ kìa, con trai mà sao khóc lóc thế này. Ba có làm sao đâu mà khóc. Ba, ba vất vả quá. Con xin lỗi, con xin lỗi ba. Người học trò đặc biệt. Nghe nói là đông người đến đây đăng ký học thầy lắm. Chúng ta không nhanh thì chậm chân mất. Ừ, nhanh chân lên. Hai anh em con từ xa tới, xin thầy chấp thuận cho chúng con được theo thầy học chữ Thánh Hiền ạ. Các con tên gì? Dạ chúng con họ Gàn, là anh em ruột ạ. Ta rất cảm kích vì được các con yêu mến. Nhưng hãy nhớ, trong việc học đề cao chữ tâm, chữ thiện. Dạ, chúng con xin vâng lời thầy ạ. Hai cậu học trò họ Gàn này thật thông minh, sáng dạ, lời văn rất mượt mà, tấm lòng nhân hậu hiếm thấy. Thưa thầy, thưa thầy, có chuyện ạ? Có chuyện gì vậy? Dạ thưa thầy, sáng nay con có việc đi chợ huyện đến cầu Bu, thì bất chợt con thấy hai anh em họ Gàn đi xuống mặt nước, rồi biến thành hai con thùng luôn. Có chuyện đó thật sao? Dạ thưa thầy, họ đúng là thùng luôn, thủy quái dưới sông chứ không phải người thường. Hai người này học hành thông minh, trí tuệ và phong thái đều khác người thường. Thầy ơi, con sợ sau này sinh rắc rối. Con cứ để yên, là quỷ thần mà lại biết chuộng đạo lý thì càng hay chứ sao. Trời hạn hán lâu quá rồi, đã 3-4 tháng nay không có lấy một hạt mưa. Dạ, xin thầy cho con nghỉ học 10 bữa ạ. Dạ, con cũng vậy ạ. Các con lại xin về quê hả? Dạ thưa vâng, mấy tháng nay trời hạn hán,
quê nhà không có lấy một hạt mưa thưa thầy. Cây cối đến khô héo cả. Chúng con đều nóng lòng, không biết quê nhà giờ ra sao ạ. Được, các con hãy cứ về thăm nhà đi. Mấy tháng nay ta cũng đứng ngồi không yên. Cứ thế này thì đồng áng ruộng vườn sẽ chẳng còn gì. Đúng rồi, chỉ còn cách này thôi. Hai con ở lại ta nhờ một chút. Thưa thầy, thầy có chuyện gì thế ạ? Các con chắc cũng đã biết, lâu nay hạn hán kéo dài, dân tình quá cực khổ. Ta muốn các con hãy thương lấy dân một chút. Thầy nói vậy có nghĩa là sao ạ? Ta đã biết tất cả rồi, các con không phải người thường. Thầy đã biết cả rồi sao? Thầy rộng lòng với chúng con quá. Dù là ai, một khi có lòng hướng tới cái tốt đẹp thì đều rất đáng được trân trọng. Chúng con xin đa tạ thầy. Các con hãy thử nghĩ xem, có cách nào làm mưa cứu dân được không? Con được biết đó là lệnh bế phong của Ngọc Hoàng, còn bị hạn hán trong một thời gian nữa. Lệnh bế phong của Ngọc Hoàng ư? Thưa thầy, ai trời rất nghiêm, nhưng không phải là không có cách. Chúng con xin dùng sức mọn này cố gắng giúp dân. Tình thế gấp gáp, chúng ta hãy lấy nước ở nghiêng mực này vậy. Tất cả cậy nhờ các con. Thưa thầy, công ơn của thầy chúng con sẽ không bao giờ quên. Xin thầy cứ yên tâm, một lát sẽ có mưa xuống. Rồi, nhân dân được cứu rồi. Thôi rồi, các trò của ta. Các trò của ta. Các con vì thương đến bá tính mà chẳng quản đến thân mình. Ta và nhân dân nơi đây sẽ không bao giờ quên các con. Cái nghiêng mực của cụ Đồ sau đó trôi về làng Bình Đô, làm đen cả nước đầm ấy nên gọi là đầm mực. Chỗ đắp ngôi mộ của hai anh em Thuần Luồng, người ta lập ngay miếu thờ và còn được gọi tên là miếu gàn. Chính nhân đức và cái tâm của người thầy đã trở thành nguồn cổ vũ để học trò sống tốt, có trách nhiệm với bá tính. Hoa hàng rào. Hôm nay nắng đẹp, gió nhẹ như ru, thích quá. Đắng quá cơ. Cậu ếch lại mắc mưa rồi nhé. Mấy cái đứa cút tần ấy mà cũng lắm miệng ghê. Cái giống hoa dại phải đi mọc ở bờ ao xó vườn. Thì đấy, hoa dại nên có dám làm bạn với tụi mình đâu. Chỉ quanh năm suốt tháng chơi với bầy côn trùng ếch nhái, thì làm sao chúng nó dám sánh với mình. Chúng mình đầy sắc hương đài cát, được con người chăm sóc, nâng niu, hái tặng nhau. Đâu như loài hoa dại, nhạt hương nhạt sắc, không ai thèm ngó ngàng đấy chứ. Cô Ly nói chí phải, chí phải. Chúng vô ích như thế, đến bờ ao cũng không đáng được ở ấy chứ. Đứng đấy che nắng che gió của người ta. Vô ích thì sẽ sớm bị loại bỏ mà thôi. Họ là ai mà lại cho mình cái quyền chê bai, hạ thấp người khác như thế hả các chị? Tụi chị cũng buồn lắm, hôm nào họ cũng lời qua tiếng lại hết. Họ nói thế vì thiếu hiểu biết. Nói về tuổi đời thì những loài hoa ấy chỉ đáng hàng cháu chắt của chúng ta. Tất cả đều mới được ông chủ mang về trồng đầu năm nay mà. Trong khi chị em mình ở đây hàng chục năm rồi.
Vậy tại sao chị không nói để họ hiểu và tôn trọng mình? Những loài hoa kênh kiệu ấy sẽ không nghe mình nói đâu em à. Nhưng rồi họ sẽ tự nghiệm ra thôi. Thế là sao hả chị? Vài bữa nữa thôi, em sẽ thấy. Đáng lắm, đáng bị chặt bỏ. Đã thấy tôi nói đúng chưa mọi người? Hoa dại, hoa hàng rào ấy mà, sớm muộn cũng bị bỏ thôi. Chị Hồng Nhung nói đúng quá. Đúng vậy, người ta chỉ giữ được những loài hoa quý thôi. Chứ cái giống hoa hàng rào lan tràn, đâu đâu cũng thấy ấy, làm sao mà được coi trọng. Các bạn cúc tần đâu hết rồi? Thế từ từ nay chúng mình không bị che nắng nữa rồi. Ôi chị gió, mát quá, thích quá. Chị gió cứ đùa chúng em mãi. Nhột quá. Không có rặng hoa hàng rào ấy, nắng gió chan hòa, thật là thích. Phải chi? Hàng năm chúng ta đều được ông chủ đốn đi để có thể lên lọc mới tốt hơn, khỏe hơn và tránh được sâu bọ có hại em ạ. Nhưng chỉ mấy hôm nữa là chúng mình lại lên lọc xanh tươi, rậm rạp trở lại thôi. Chị chỉ nghĩ là khi mình bị đốn thì hoa trong vườn sẽ chịu nhiều cơn gió mạnh. Họ sẽ hiểu ra tác dụng của những loài hoa hàng rào như chị em mình, trân trọng mình hơn. Ai dè tối qua lại gió bão mạnh khủng khiếp thế. Thật tội nghiệp bọn họ. Thì ra là vậy, giờ thì em đã hiểu rồi ạ. Cúc tần đã trở lại rồi. Mau lên cao, mau trổ hoa đi nhé. Các bạn cúc tần ơi, mau lên cao nhé. Hãy tha lỗi cho bọn mình. Chim sâu và cải béo. Cậu giỏi thật đấy, sáng nào cũng dậy đúng giờ. Có gì đâu, cậu tập cho mình thói quen dậy sớm thì cũng như tớ bây giờ thôi. Ừ, mai tớ cũng sẽ dậy sớm. Tớ đang gọi cải béo ngủ nướng đây. Dậy đi cải béo ơi. Dậy đi, đừng ngủ nướng nữa. Làm cái gì vậy hả? Đồ chim xấu xa. Ơi, cậu dậy rồi đấy à? Thôi tớ đi đây. Con chim đáng ghét, hôm nào phải dạy cho nó một bài học mới được. Dậy thôi mọi người ơi, sáng rồi. Dậy thôi cải béo ơi, sáng rồi. Tên chim sâu kia, còn muốn làm phiền ta nữa không? Cứu, cứu tớ với. Kìa, kéo chim sâu lên cải béo. Không, hôm nay tôi phải cho tên chim sâu này một bài học. Tên chim sâu, từ nay còn làm phiền tôi nữa không? Tớ chỉ muốn cậu dậy sớm thì sẽ tốt cho sức khỏe. Đúng đấy, kéo cậu ấy lên đi. Không, kéo cậu ấy lên đi. Không cậu ấy ngạt bây giờ. Cậu có sao không? Tớ không sao. Cải béo, cậu thật quá đáng. Chả có gì quá đáng cả, như thế còn nhẹ đấy. Này cải béo, dậy đi chứ, gần trưa rồi đấy. Ôi, gần trưa rồi cơ à. Đúng là không có con chim ấy, ngủ nướng thoải mái làm sao. Anh ngủ nướng thế không tốt đâu. Lá của anh sắp vàng ra rồi đấy. Dậy sớm mà đón bình minh chúng ta mới khỏe mạnh được. Ôi dào, tôi chẳng hơi đâu mà lo xa như thế. Dạo này không thấy con chim sâu đâu nữa. Cơ hội của chúng ta tới rồi. Chén thôi anh em.
cậu đâu rồi? Đến cứu bọn tớ với. Mày có im ngay không hả? Chim sâu ơi, chim sâu, cứu chúng tớ với. Chim sâu ơi. Tớ xin lỗi chim sâu. Tớ đã không biết lâu nay cậu luôn làm những điều tốt đẹp cho chúng tớ. Cậu bỏ qua cho tớ nha. Vậy thì từ nay cậu cũng đừng lười biếng dậy muộn nữa nha. Phải dậy sớm đón ánh bình minh các cậu mới xanh tốt, khỏe mạnh được. Ừ, chúng tớ biết rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.